Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung ương đến địa phương với sự tham gia của hơn 2.500 đại biểu. Kể từ khi Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, chỉ trong vòng 2 tháng, tất cả 63 trên 63 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo. Đến nay, sau 1 năm thành lập, các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã trực tiếp tiến hành gần 150 cuộc kiểm tra giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đưa 600 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo. Các địa phương đã khởi tố 530 vụ án, 1.858 bị can về tội tham nhũng, tăng gấp 1,5 lần về số vụ án và tăng hơn 800 bị can so với năm 2021. Qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện chuyển cho cơ quan điều tra hơn 280 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tăng gần gấp 3 lần so với 1 năm trước khi thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu, vi phạm, bị phát hiện xử lý cũng nhiều hơn, không có tình trạng nhẹ trên nặng dưới, hạ cánh an toàn như trước đây. Góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Giờ đây trên nóng, dưới cũng ngày càng nóng lên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nêu trên và cho rằng đây chính là những minh chứng thuyết phục nhất về hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh trong 1 năm qua. Nhiều Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã vận dụng sáng tạo các kinh nghiệm của Ban chỉ đạo Trung ương, hoạt động rất nề nếp, bài bản, thể hiện đúng tinh thần tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Các ban chỉ đạo cũng đã tăng cường xây dựng, ban hành nhiều quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương, bảo đảm sự nghiêm minh, đồng bộ, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự đối với cán bộ đảng viên vi phạm. Tổng Bí thư khẳng định, phòng chống tham nhũng tiêu cực thực sự đã trở thành một phong trào, một xu thế được nhân dân đồng tình ủng hộ. Vì đã có nhân tố mới là Ban chỉ đạo cấp tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh là cần thiết, đúng đắn, phù hợp. Hội nghị lần này còn là dịp để các địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn để tìm ra các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Đặc biệt, yêu cầu thực tiễn đặt ra đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực còn phải làm tốt hơn. Vừa qua cũng có dư luận còn băn khoăn cho rằng vì sao chúng ta chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ đảng viên vi phạm như thế nhưng mà vẫn xảy ra một số vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều cán bộ cả ở Trung ương và địa phương. Dư luận cũng bức xúc, lo lắng trước tình trạng một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm. Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà khi giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp, gọi là tham nhũng vặt, cũng vẫn còn diễn ra, chưa được ngăn chặn xử lý có hiệu quả. Tôi cũng đã từng nói, có một bộ phận cán bộ công chức nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân, thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây đủ thứ phiền hà khó khăn cho dân. Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào thì như ông vua con ở đấy. Đây là những vấn đề bức xúc và cũng là yêu cầu đòi hỏi của người dân đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta. Để có được những kết quả bước đầu sau 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Tổng Bí thư đã nêu một số nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian tới. Trước hết là sự kế thừa tiếp nối kinh nghiệm sau 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải có quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch sát hợp, lề lối cách thức làm việc khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, như tôi vẫn thường nói là phải làm đúng vai, thuộc bài, không chồng lẫn lẫn nhau, nhưng cũng không bỏ sót công việc. Tập thể ban chỉ đạo phải là một tập thể mạnh, đoàn kết, thống nhất cao. Từng thành viên ban chỉ đạo, nhất là đồng chí trưởng ban chỉ đạo,
phải thực sự gương mẫu, liêm chính, có bản lĩnh, có quyết tâm cao, nói đi đôi với làm, và đã làm là phải có hiệu quả. Tổng Bí thư cũng cho rằng một bài học cần lưu ý đó là phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, quyết liệt của ban chỉ đạo cấp tỉnh, xử lý kịp thời dứt điểm những khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc, chọn lựa lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ trọng yếu để tạo bước đột phá, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ và bố trí cán bộ phù hợp. Kịp thời chấn chỉnh những khâu mắt xích yếu, khi có quan điểm khác nhau thì phải cùng nhau trao đổi, và khi đã thống nhất thì phải quyết tâm thực hiện. Dù ý kiến cá nhân có khác nhau, nhưng tập thể đã bàn, đã thống nhất, đã quyết định là phải làm, đồng lòng làm và làm quyết liệt, làm bằng được, làm cho có hiệu quả. Phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phải dựa vào dân, lắng nghe dân, phải tập trung giải quyết những phản ánh, kiến nghị, những khiếu nại, tố cáo, bức xúc của dân về tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng cho rằng một bài học cần rút ra là phát huy vai trò và trách nhiệm cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, vì thực tế cho thấy có địa phương làm tốt, có địa phương làm chưa tốt. Do vậy, Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy phải chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt, dám đương đầu, mạnh dạn tham mưu, đổi mới phương thức, cách làm. Về yêu cầu và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Ban chỉ đạo cấp tỉnh là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương, với chức năng là chỉ đạo phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Do vậy, các đồng chí phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tổ chức công việc, hoạt động của Ban chỉ đạo phải hết sức khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể rõ ràng, tránh phô trương hình thức, không phải chỉ thành lập cho có được chăng hay chớ, nhất là tình trạng đầu voi đuôi chuột, lúc ra mắt thì rầm rộ, nhưng sau cứ thưa dần, nguội lạnh dần. Muốn thế, phải có chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc một cách bài bản, chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo rõ ràng, đồng thời khẩn trương ban hành đầy đủ các quy định, quy trình công tác nội bộ, tuân thủ nghiêm chế độ làm việc. Sau mỗi phiên họp, cuộc họp phải có thông báo kết luận và chỉ đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện, mang lại kết quả cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ được sự chuyển biến rõ rệt qua từng phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Tôi đã nói, ngay vừa rồi việc ta thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã là răn đe rồi đấy. Yêu cầu các đồng chí phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không trông chờ ỷ lại vào cấp trên. Trung ương không làm thay các đồng chí, Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chứ không làm thay công việc của các ban chỉ đạo cấp tỉnh, trừ những vụ việc lớn, khó, phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, hoặc có liên quan đến cả Trung ương và địa phương, thì Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo phối hợp xử lý. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, phải tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Nếu nơi nào không làm hoặc làm không đến nơi đến chốn, chưa có hiệu quả thì phải đề xuất, nhẹ thì kiểm điểm rút kinh nghiệm, mà nặng không làm thì phải xử lý trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu của Ban chỉ đạo cấp tỉnh nơi đó. Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ đảng viên, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương phải luôn luôn gương mẫu, quyết liệt, tự soi tự sửa, nói đi đôi với làm, trực tiếp làm chỉ đạo, chủ động phòng ngừa,
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực. Tất nhiên như tôi đã nói vừa rồi, muốn thế mình phải sạch đãi thì mới làm được. Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người, ai ta chịu? Từng thành viên ban chỉ đạo, cấp ủy tổ chức đảng cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều dư luận, phản ánh, đơn thư về tham nhũng tiêu cực thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ, xử lý nghiêm các cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân né tránh, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực. Cơ quan đơn vị địa phương nào nếu tự kiểm tra giám sát không phát hiện ra tham nhũng tiêu cực mà sau đó các đoàn kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán của Trung ương lại phát hiện ra có tham nhũng tiêu cực thì người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan địa phương đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và phải có hình thức xử lý nghiêm. Đồng thời, chúng ta phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt ý chí và sự sáng tạo, những biểu hiện cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị địa phương để làm gương, tạo sự cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Tôi đã nói nhiều lần rồi, nay vẫn xin nhắc lại, nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên cho người khác làm. Tổng Bí thư yêu cầu xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, tập trung vào các lĩnh vực dễ tham nhũng, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khi phát hiện thấy sai phạm thì phải xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính của nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sự tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Phải chỉ đạo, kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức nhân viên nào nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp, khắc phục bằng được cái tệ tham nhũng vật, gây bức xúc trong xã hội, làm tổn thương đến tình cảm và niềm tin của nhân dân. Chống tham nhũng trước hết là phải giải quyết cho được những vấn đề bức xúc của nhân dân, vừa kiên quyết xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn nghiêm trọng phức tạp, vừa phải kiên trì xử lý dứt điểm những vụ việc tiêu cực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp. Thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối của Đảng ta. Bác Hồ đã dạy rằng việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, trọng dân thì dân mới yêu ta, kính trọng ta. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm và các vụ án vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới đến nơi rồi. Kiên quyết không để nhân sự có sai phạm tham nhũng tiêu cực lọt vào cấp ủy các cấp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tăng cường các phiên chất vấn, giải trình về việc phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực, chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trực tiếp phản ánh, tố giác tham nhũng tiêu cực, góp ý với cấp ủy đảng về công tác cán bộ. Người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp, đối thoại với công dân,
tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân khiếu nại, tố cáo. Cần lập đường dây nóng hoặc phương thức phù hợp để tiếp nhận những thông tin về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của nhân dân. Tổng Bí thư cũng yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực và các cơ quan chức năng làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thành viên Ban chỉ đạo trước hết phải là những người thực sự gương mẫu trong sạch, liêm, dũng, chính, trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào, phải dám nói, dám làm, kiên quyết làm vì lợi ích chung, vì danh dự của chúng ta. Nếu các đồng chí không gương mẫu giữ mình vướng vào tham nhũng tiêu cực thì còn nói được ai, xử lý được ai? Do vậy, phải thường xuyên quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh thay thế những thành viên nào yếu, không đáp ứng được yêu cầu. Một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành liêm chính ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phải xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định để ngăn ngừa có hiệu quả sự tác động tiêu cực, không lành mạnh vào hoạt động của các cơ quan này. Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch, đồng thời có chính sách đãi ngộ hợp lý để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc. Hơn ai hết, các đồng chí đang ngồi đây và đang dự hội nghị tại đền cầu trong cả nước là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong cuộc chiến chống giặc nội xâm. Hết sức khó khăn, phức tạp, gian khổ, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi. Bởi non cao còn có cách trèo, đường dẫu hiểm nghèo, ta vẫn có lối đi. Tinh thần là thế, và chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, sau hội nghị này, Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan liên quan sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của nhân dân về thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.